Cổ phiếu IG giảm kỷ lục sau thông tin Lisa, Blackpink rời đi vào tháng 8. Cổ phiếu của công ty IG tụt giảm vì những thông tin xung quanh việc thảo luận hợp đồng với thành viên nhóm Blackpink. Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 12 tháng 7, giá cổ phiếu công ty giải trí IG Entertainment Hàn Quốc giảm 5,8% xuống 74.300 won. Đầu phiên, mã này có thời điểm giảm 7% xuống 66.700 won, thấp nhất kể từ phiên ngày 11 tháng 5. Mã chứng khoán này đã bị bán tháo mạnh sau khi tờ Manhwa Ebor đưa tin độc quyền về việc Lisa, Blackpink, không thể tìm được tiếng nói chung với công ty chủ quản trong việc gia hạn hợp đồng. Trả lời Nielsen, IG Entertainment khẳng định việc đàm phán gia hạn hợp đồng vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, Manhwa Ebor tiết lộ bất đồng giữa hai bên vẫn còn khá lớn. Trong bối cảnh đó, một công ty Trung Quốc tiết lộ với Manhwa Ebor, chúng tôi đã thảo luận về việc mời Lisa trong một chương trình truyền hình. Nhưng chúng tôi được thông báo rằng rất khó để sắp xếp các hoạt động theo lịch trình sau tháng 8, có vẻ việc gia hạn hợp đồng của họ với Lisa là không chắc chắn. Trên nền tảng Weibo, Trung Quốc, chủ đề việc gia hạn hợp đồng của Blackpink diễn ra suôn sẻ. Trừ Lisa leo lên top một hot search, xu hướng tìm kiếm của cả hai bảng tổng và bảng giải trí. Blackpink là nhóm nhạc nữ bao gồm 4 thành viên Lisa, Jisoo, Jennie và Rose. Đây là một trong những nhóm nhạc K-pop thành công nhất của IG Entertainment. Nhóm nhạc ra mắt với IG vào tháng 8 năm 2016. Các nhóm nhạc pop thường ký hợp đồng 7 năm. Do đó, hợp đồng của Blackpink dự kiến hết hạn vào tháng 8 năm nay. Năm 2022 là năm đạt đỉnh doanh thu của IG với 391,18 tỷ won. Lợi nhuận hoạt động của công ty cán mốc 50,5 tỷ won, còn lợi nhuận dòng chạm ngưỡng 46,6 tỷ won. Theo Newsis, quý 1, 2023, IG Entertainment chứng kiến doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt là 157,5 tỷ won, hơn 2.750 tỷ đồng và 36,5 tỷ won, 638 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt là 108,6% và 497,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành tích này vượt xa kỳ vọng của thị trường. Đóng góp lớn vào doanh thu của IG là doanh thu từ các concert của Blackpink. Tour bonding của Blackpink khởi động từ cuối năm 2022 đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn 4 triệu USD với khoảng 22.600 khán giả. Các con số kể trên chưa gồm 24 đêm diễn chưa được thống kê. Thành tích này giúp Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có tour lưu diễn đạt doanh thu cao nhất, vượt qua kỷ lục của Spice Girls 78,2 triệu USD. TCL 72,8 triệu USD, Destiny Chin 70,8 triệu USD. Bốn cô gái sẽ dừng chân ở Hà Nội vào ngày 29 và ngày 30 tháng 7. Đây cũng là show diễn cuối cùng của Blackpink ở khu vực châu Á.